Phi Nhung viết tâm thư gửi con gái ruột sau 2 năm xa cách. Nữ ca sĩ Phi Nhung mong con gái ruột thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ và hứa sẽ ở bên cạnh Wendy trong sinh nhật sắp tới tại Mỹ. Phi Nhung sẽ về Mỹ thăm con gái trong thời gian sắp tới. Mới đây, nữ ca sĩ Phi Nhung vừa chia sẻ những hình ảnh cùng những lời yêu thương dành cho con gái ruột Wendy sau hơn 2 năm xa cách. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 ở hai nước Việt Nam và Mỹ nên giọng ca con gái của mẹ vẫn chưa thể trở về xứ sở cờ hoa để đoàn tụ với con gái. Phi Nhung mong muốn gặp con gái ruột sau 2 năm xa cách. Phi Nhung viết trên trang cá nhân, con gái yêu, hơn 2 năm rồi, mẹ con mình chưa gặp lại. Gần đến sinh nhật của con, Việt Nam lại bị dịch COVID-19, con thương mẹ thì thông cảm cho mẹ nhé. Mẹ ở lại Việt Nam thêm mấy tuần nữa hỗ trợ bà con mình. Và cũng xin chia sẻ nỗi buồn cùng bà con Việt Nam mình trong lúc bệnh dịch, xong mẹ về liền với em yêu của mẹ nha. Hơn thế nữa, nữ ca sĩ còn gửi lời động viên và hứa sẽ ở cạnh con gái Wendy trong sinh nhật lần này. Em đi làm nhớ bảo trọng và nhớ giữ sức khỏe nhé. Sinh nhật của em là mẹ sẽ ở bên em, sẽ ôm em thật chặt và sẽ cười, sẽ khóc. Rồi thổi bánh kem chính tay mẹ làm cho em nhé. Mẹ yêu em hiểu mẹ đúng không? Yêu em nhiều, suốt đời mẹ, vui buồn gì cũng chỉ có em hiểu mẹ nhất. Mẹ nợ con gái một tình cảm mà cả đời sẽ không trả hết được cho con. Đó là sự hy sinh cao cả của con, Phi Nhung trải lòng. Giọng ca hài ngoại nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ người nghèo trong mùa dịch. Bên cạnh đó, Phi Nhung cũng tiết lộ dòng tin nhắn an ủi của con gái Wendy dành cho mình trong những ngày nữ ca sĩ tham gia giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vì dịch COVID-19. Con gái Phi Nhung nhắn nhủ, dạ mẹ yêu, thì xong mọi chuyện ở Việt Nam rồi về nhen. Tụi con không sao đâu, miễn mọi chuyện tốt lành là được. Sau khi đăng tải, bài viết này của nữ ca sĩ nhận về hơn 10.000 lượt tương tác cũng như những lời động viên và khích lệ từ khán giả, thương cho hai mẹ con Phi Nhung phải sống xa nhau, chúc hai mẹ con luôn vui khỏe bình an nhé, nghe đứt từng khúc ruột, thương quá, chúc hai mẹ con Phi Nhung thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc và hạnh phúc. Mặc dù trong thời gian qua, nữ ca sĩ hải ngoại vướng lùm xùm và chịu không ít áp lực từ dư luận về vấn đề con nuôi nhưng Phi Nhung vẫn giữ được tinh thần lạc quan để tiếp tục công việc của mình. Bên cạnh việc dành thời gian cho các con nuôi, giọng ca Lý Trinh Quyên còn tích cực đóng góp những suất ăn từ thiện cho người nghèo. Vừa qua, cô cũng bày tỏ sự vui mừng khi cho biết con gái Wendy và ca sĩ Chi Di Phương Trinh đã gửi tiền về để hỗ trợ cho các bếp ăn từ thiện. Phi Nhung viết tâm thư gửi con gái ruột sau 2 năm xa cách. Nữ ca sĩ Phi Nhung mong con gái ruột thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ và hứa sẽ ở bên cạnh Wendy.